Mỹ Hạnh xin kính chào khán giả của VTV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin Canada ngày thứ 6, 29 tháng 9 có những bản tin đáng chú ý như sau. Con gấu hiếu kỳ 148 đã bị người đi săn bắn chết. Theo những tin tức loan báo hôm thứ Tư ngày 27 tháng 9, con gấu được đặt tên là gấu 148, một con gấu cái hiếu kỳ đã bị người đi săn bắn chết tại công viên quốc gia Kawa Wildland trong mùa săn gấu. Con gấu cái này đã được gọi tên như vậy vì nó rất hiếu kỳ. Khi lẩn quẩn ở các thị trấn nghỉ mát vùng Banff và Kenmore ở tỉnh Alberta, trước khi bị nhân viên bảo tồn thiên nhiên bắn thuốc mê, sau đó đem lên miền Bắc thả vào rừng. Cơ quan bảo tồn thiên nhiên cũng nói là họ không biết con gấu này có thai hay không. Con gấu 148 đã được chuyển lên khu rừng cách thị trấn Kenmore 500 cây số. Trước đó, trong vòng một tuần, con gấu 148 cứ ra tiếp xúc với người trong khu vực thị trấn Kenmore. Con gấu chạy theo một phụ nữ dắt chó dọc theo sông Spray River Loop và tìm cách tham dự vào một cuộc tập môn thể thao Ruby của học sinh trung học ở thị trấn Banff. Cơ quan bảo tồn thiên nhiên hy vọng là chuyến di chuyển của con gấu cái 148 lên vùng rừng thẳm sẽ giúp con gấu này kiếm được một chỗ ở mới và sinh con. Tìm thấy những dấu hiệu của cuộc sống hàng tỷ năm trước ở Canada. Theo những tin tức loan báo hôm thứ Tư ngày 27 tháng 9, các nhà khoa học đã tìm ra những chứng cứ của cuộc sống từ hàng tỷ năm trước dựa vào những dữ kiện tìm thấy trên những hòn đá ở Canada. Những hòn đá ở miền Bắc Canada, vùng Labrador, đã có những chứng cứ lâu đời nhất về cuộc sống trên trái đất. Bản tường trình về những khám phá này đã được đăng tải trên tạp chí Nature số mới phát hành. Theo bản nghiên cứu này, thì các nhà khoa học đã tìm thấy những dấu hiệu cuộc sống trên loại đá graphite có từ 3.95 tỷ năm. Những dấu hiệu của cuộc sống mà người ta tìm thấy trên đá vùng Greenland là 3.7 tỷ năm và 3.8 tỷ năm trên những đá vùng phía bắc tỉnh Quebec. Vùng Bắc Canada là nơi có những mầm sống bắt đầu trên thế giới. Vì như những dữ kiện của khoa học thì trái đất chỉ hình thành khoảng 4.5 tỷ năm trước. Những khảo cứu mới công bố này là do công trình nghiên cứu của các nhà khoa học dẫn đầu bởi hai nhà khoa học Tarayuki Tashiro và Tsuyoshi Komiya của trường đại học Tokyo. Theo giáo sư Beth Enbel, giáo sư môn điều hóa chất của trường đại học California, thành phố Los Angeles, thì những khám phá cho thấy là có nhiều sự sống từ hàng tỷ năm trước mà còn ghi lại những dấu tích có khí carbon. Cũng có những chứng cứ trong cuộc khảo cứu được cho là trái đất và hàng tỷ năm trước đã có nước và những điều kiện cho sự sinh sống. Nha phiến giấu trong những trái banh quần vợt gửi vào Canada. Theo những tin tức loan báo hôm thứ Tư ngày 27 tháng 9, thì vào đầu tháng 9 này, các nhân viên an ninh biên giới Canada nghi ngờ khi khám xét một chiếc vali chứa toàn những trái banh quần vợt ở phi trường quốc tế Calgary. Trong cuộc khám xét diễn ra vào ngày 7 tháng 9, các nhân viên an ninh biên giới đã nghi ngờ khi thấy những trái banh tennis có dán băng keo. Sau khi khám xét kỹ lại, các nhân viên an ninh đã tìm thấy nha phiến giấu trong những trái banh này. Số lượng nha phiến giấu trong những trái banh lên đến 3.3 kg. Ngoài nha phiến, các nhân viên an ninh còn tìm thấy một số steroid. Người chủ của chiếc vali đã được chuyển giao cho cơ quan cảnh sát RCMP để mở cuộc điều tra. Calgary là thành phố tốt nhất ở Canada trong việc lái xe di chuyển và thành phố Sài Gòn đứng gần chót bảng xếp hạng. Một công ty sản xuất phụ tùng xe hơi ở nước Đức có tên Tesla 24 đã làm một nghiên cứu xếp hạng 100 thành phố lớn trên thế giới về việc di chuyển bằng xe cộ. Có 5 thành phố Canada cũng có trong danh sách nghiên cứu của công ty này. Trong số 5 thành phố Canada, thành phố Calgary được xếp hạng nhất. Thứ đến là thành phố Montreal và sau đó theo thứ tự các thành phố Toronto, Ottawa và cuối cùng là Vancouver. Nếu so sánh với những thành phố có bảng xếp hạng thì thành phố Calgary đứng hàng thứ 10, đứng sau thành phố Munich của Đức. Thành phố Montreal đứng hàng thứ 13, Toronto đứng hạng 22 và thành phố Vancouver đứng hàng 48. Được xếp hạng trong các thành phố của công ty dựa theo yếu tố kẹt xe 30% tổng số điểm. Có những phương tiện chuyên chở công cộng 15%, tốc độ xe chạy trung bình trong trung tâm thành phố và phi trường quốc tế 15%,
chi phí đậu xe 10%, số người chết và bị thương vì các tai nạn giao thông 10%, tiền xăng 5%, phẩm chất của không khí 5%, phẩm chất của đường xá 5%, những cuộc đua xe bất hợp pháp trên xa lộ 5%. Về phương tiện ít kẹt xe nhất thì thành phố Calgary đứng hàng thứ 3, trong khi thành phố Vancouver đứng hàng 71. Ba thành phố đứng đầu là những nơi tốt nhất trên thế giới trong việc lái xe theo thứ tự là thành phố Düsseldorf của Đức, thành phố Dubai của xứ United Arab Emirates và thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Ba thành phố cầm đèn đỏ đứng thứ tự từ cao xuống thấp là thành phố Lagos của Nigeria đứng hàng 98, thành phố Karachi của Pakistan đứng hàng 99, thành phố Kolkata của Ấn Độ đứng hàng 100. Thành phố Sài Gòn may mắn chưa được cầm đèn đỏ nhưng cũng được xếp hàng thứ 94, một trong những thành phố tồi tệ nhất trong việc giao thông. Công ty Netflix dự trù chi tiêu 500 triệu đô la cho những phim ảnh có nội dung về Canada. Đài truyền hình CBC trong bản loan báo hôm thứ Tư ngày 27 tháng 9 đã cho biết là công ty Netflix, công ty cung cấp dịch vụ điện ảnh trên Internet, đã bỏ ra 500 triệu đô la để làm những phim có nội dung về Canada. Việc chi tiêu này được bà Melanie Joly, Tổng trưởng Bộ Di sản, loan báo hôm thứ Năm. Quyết định này của công ty Netflix đã giúp giảm bớt những áp lực đè nặng trên giới chức trách, chính quyền liên bang trong việc đánh thuế để lấy tiền tài trợ cho các phim ảnh có nội dung về Canada. Với việc công bố này, công ty Netflix hy vọng chính quyền Canada sẽ không đánh thuế lên những phim ảnh mà khách hàng ở Canada đã mướn của công ty Netflix. Công ty hàng không WestJet sẽ thiết lập một công ty hàng không kiểm ước trực thuộc công ty này. Theo bản công bố hôm thứ Tư ngày 27 tháng 9, công ty hàng không WestJet có trụ sở chính ở Calgary đã cho biết là công ty này sẽ thành lập một công ty hàng không kiểm ước trực thuộc lấy tên là công ty Swoop. Công ty Swoop sẽ là công ty hàng không căn bản với giá vé rẻ và sẽ cạnh tranh với hàng loạt những công ty hàng không kiểm ước khác chuẩn bị khai trương. Một trong những công ty hàng không kiểm ước là công ty hàng không New Leaf sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới, có trụ sở chính là phi trường Hamilton. Tuy chưa hoạt động nhưng công ty hàng không New Leaf đã quảng cáo là vé một chiều của công ty này đi từ thành phố Hamilton đến nhiều thành phố khác như Halifax chỉ có 59 đô la. Công ty WestJet cho biết là công ty này đã phát hành sớm vé máy bay của công ty con Swoop cho những tháng đầu năm 2018. Hàng ngàn người xếp hàng chờ vào dự lễ khánh thành tiệm IKEA mới mở. Hôm ngày thứ Tư 27 tháng 9, hàng ngàn người đã xếp hàng để dự lễ khánh thành một tiệm IKEA của thành phố Halifax, tỉnh bang Nova Scotia. Đây là một tiệm bán bàn ghế IKEA của Thụy Điển đầu tiên trong số 12 tiệm IKEA đã được mở rải rác trên toàn Canada trong những tháng sắp tới. Lễ khánh thành đã bao gồm những màn xiếc, những bài diễn văn của các giới chức chính quyền địa phương với những lá cờ Thụy Điển phất phới bên cạnh những lá cờ Canada. Bãi đậu xe 1.100 chỗ của công ty IKEA gần như không còn một chỗ trống. Người ta đến để tham dự, để nhận thẻ quà tặng và để mua những hàng hóa đại hạ giá trong ngày khai trương. Cô Leanne Cloutier, nguyên quán ở thành phố Kitchener, tỉnh bang Ontario và là sinh viên trường đại học Dalhousie của Halifax, đã xếp hàng cùng với người bạn của cô là Amy Sutherland, chờ đợi 16 tiếng đồng hồ để dự khán lễ khánh thành. Đã nói với phóng viên báo chí là cô cũng chẳng có ý định mua một món hàng gì ngoài việc muốn tham dự. Nguy cơ ông Trump sẽ cho hủy bỏ thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ. Cuộc họp thứ ba về việc thương thảo lại thỏa ước mậu dịch tự do Bắc Mỹ NAFTA đã kết thúc hôm thứ Tư ngày 27 tháng 9 vừa qua mà không có những tiến triển mới. Trong khi đó, có những lo sợ là Tổng thống Trump sẽ cho hủy bỏ toàn bộ thỏa ước NAFTA, theo lời ông vẫn đe dọa từ nhiều ngày qua. Tổng thống Trump muốn sự thương thảo kết thúc vào cuối năm, và nếu không có những tiến triển thì ông có thể cho hủy bỏ. Không có những tiến triển trong việc Hoa Kỳ muốn Canada hủy bỏ những giới hạn của nền kỹ nghệ sữa và gia cầm. Hoa Kỳ cũng muốn một chiếc xe sản xuất ở Bắc Mỹ phải có thêm nhiều bộ phận làm từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, bà Chrystia Freeland,
Tổng Ngoại trưởng Ngoại giao Canada đã lạc quan cho là các thảo luận viên của ba quốc gia Mỹ, Canada và Mỹ Tây Cơ đã đạt được nhiều kết quả tốt. Phiên họp thứ tư sẽ diễn ra tại Hoa Thịnh Đốn vào giữa tháng 10. Một phụ nữ bị thương trầm trọng vì cành cây rớt trúng người. Một trận bão với gió mạnh bất ngờ diễn ra tại thủ đô Ottawa vào chiều thứ Tư ngày 27 tháng 9. Một phụ nữ 37 tuổi đã bị thương trầm trọng. Một cành cây bị gãy trong trận bão và đã rơi trúng nạn nhân tại khu đại học của Bệnh viện Ottawa. Các nhân viên cấp cứu cho biết là người phụ nữ đã bị chấn thương rất nhiều bộ phận và đã lên cơn đau tim. Các nhân viên trong bệnh viện của đường Smith Road đã phải dùng dụng cụ kéo cành cây ra khỏi nạn nhân. Nạn nhân cũng được đưa ngay vào Bệnh viện Ottawa chữa trị với tình trạng bệnh tình trầm trọng. Cuộc chiến thương mại giữa hai công ty hàng không Hoa Kỳ và Canada. Trong hôm thứ Tư ngày 27 tháng 9, Bộ Thương mại Hoa Kỳ qua đơn thư của công ty Boeing đánh thuế 220% lên những chiếc máy bay CS-100 mà công ty Bombardier của Canada bán qua Hoa Kỳ. Quyết định này khiến cho người ta phải kinh hoàng với chủ trương sắc máu của chính quyền Trump và dân Mỹ trước, khi công ty Boeing chỉ sinh phạt 80% mà Bộ Thương mại Mỹ đã gia tăng mức phạt lên đến 220%. Theo lời than phiền của công ty Boeing, thì công ty Bombardier đã nhận được những trợ giúp tài chính từ chính quyền và nhờ thế có thể bán máy bay với giá hạ, cạnh tranh với công ty Boeing. Trong tháng 6 năm 2016, công ty Bombardier đã ký hợp đồng bán 125 chiếc phi cơ CS-100 với giá 6 tỷ Mỹ Kim cho công ty hàng không Hoa Kỳ Delta Airlines. Việc Bộ Thương mại Mỹ đánh thuế phạt lên công ty Bombardier có thể gây ra những hậu quả không lường cho công ty này trong việc bán những máy bay chở hành khách loại nhỏ cho các công ty hàng không Hoa Kỳ. Hiện chính quyền liên bang dự trù mua 18 chiếc đấu cơ Super Hornet F-18 từ công ty Boeing. Nhưng việc công ty Boeing kiện công ty Bombardier và chính quyền Mỹ xử thắng, thì hợp đồng mua chiến đấu cơ Super Hornet sẽ bị đình trệ. Thủ tướng Trudeau đã lên tiếng cho là Canada không thể mua sản phẩm của một công ty đã kiện một công ty Canada ra tòa đòi bồi thường thiệt hại. Hàng chục ngàn người ở Canada là những nhân viên làm cho công ty Bombardier. Vụ sự kiện này của Bộ Thương mại Mỹ rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế ở Canada. Việc phân phối cần sa nên dành cho các tiểu thương. Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Oracle Poll, thì 65% những người Canadian được hỏi ý kiến đã ủng hộ việc cho các nhà trồng cần sa có môn bài được mở những cửa hàng bán cần sa tư nhân. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, chính quyền liên bang Canada sẽ cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa. Chính quyền hai tỉnh bang Ontario và New Brunswick đã dự trù cho thiết lập những cửa hàng quốc doanh bán cần sa tương tự như các cửa tiệm bán rượu hiện nay ở tỉnh bang Ontario. Theo ý kiến, đa số của người Canadian được hỏi ý kiến là ủng hộ việc cho bán cần sa tự do hay tư nhân. Chính quyền tỉnh bang Ontario dự trù cho thiết lập 40 cửa tiệm bán cần sa ở tỉnh bang trong năm tới, và con số cửa tiệm này sẽ gia tăng lên đến 150 tiệm. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Canada. Chương trình sẽ được tiếp tục trở lại với bản tin thế giới ngay sau phần thông tin của các nhà bảo trợ cho chương trình.